Thưa quý vị, diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cử tri thành phố đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Cũng rất kỳ vọng cái Hội đồng Nhân dân thành phố kỳ này giải quyết các vấn đề tồn đọng của những năm trước, nhất là về ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự và cái vướng mắc về cái công tác đền bù giải tỏa của dân trong các khu vực. Thì mong là thành phố sẽ có chương trình hành động cụ thể để giải quyết cho nó dứt điểm để thành phố phát triển. Cái thứ hai là nhất là cái tình hình dịch bệnh, mà trong cái dịch bệnh này nó mang thiệt hại rất lớn về kinh tế, chính trị, xã hội. Kỳ vọng nhất của bà con nhân dân á, là bây giờ hiện nay kỳ vọng là các cấp lãnh đạo mới đưa ra nhiều cái chính sách mới, nhất là về vấn đề bây giờ hiện nay về vấn đề dịch bệnh, về vấn đề mà xác nhận ở chỗ mà người mà khó khăn. Trong lúc mà mất việc thì bây giờ rất khó về vấn đề để xác nhận, cho nên cũng đề nghị mình là làm như thế, có cấp lãnh đạo là làm như thế nào gọn nhẹ cái chỗ về vấn đề cái chỗ mà xác nhận chỗ này chỗ kia, là cũng mong rằng có cấp lãnh đạo thì mình xem như thế nào để đạt được cái nguyện vọng của bà con. Thì cũng chúc cho kỳ họp thành công tốt đẹp, tìm ra những cái khuyến sách mới để cho bà con được hưởng lợi. Theo tôi là mình là cử tri thì là mong muốn của tôi là trong cái đợt dịch Covid bùng thứ tư này ở Đà Nẵng là rất nguy hiểm và coi như là lây lan rất là rộng, nên là mong muốn của tôi cũng như là mọi người dân đó là làm sao lãnh đạo thành phố là coi như có biện pháp là lãnh đạo và công tác tuyên truyền phòng chống dịch được coi như là tốt nhất, làm sao để ngăn chặn được đợt dịch này để cho nó được nhanh và để cho bà con được coi như là sinh sống ổn định và để phát triển kinh tế, chứ không tình hình dịch này là rất là căng thẳng.